Vâng, và em chiến lên sóng luôn cặp loa kiếm âm 4312 MK2. Cặp này về căng xanh. 4312 MK2 sử dụng là trạm đồng nha các bác, trạm đồng. Và dòng loa đặt tiêu chí là nghi hay bày đẹp nha. Dòng loa này em giao cho các bác và phân phối các bác rất là nhiều. Nó hay, nghi nhạc tuyệt vời và trưng bày về nó là đỉnh đạt ở phân khúc dưới 30. 4312 MK2 thì giá nó 28 triệu nha bác. Cặp này về là cặp căng xanh nha. Căng xanh mic vàng nha, căng xanh mic vàng rất đẹp, về trong sáng này. Đấy, bác nào chốt thì alo cho em nha, giá 28 triệu. Đây dòng loa đời cao 4312, sau đây là một MK2 Control Monitor, dòng loa kịp âm cao cấp của Rivian. Nó là dòng loa chuyên nghe nhạc nha các bác. Đây là nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời và là dòng MK2 là nó cái mạch nó là mạch xanh. Okay. Cho đến những dòng lịch bắt 40 cũng là 4344 MK2 vẫn là mạch xanh nha các bác. Rất đẹp. Đẹp thiếu shop nha, độ đẹp trên 95% tại vì những cặp MK2 là đời cao. Đây là thì hàng đẹp nó về rất là chất lượng. Sử dụng bát 30 cân vải tẩm dòng, một mic và một chép đo, và đặc biệt cặp này là mic vàng nha. Rất là nổi bật luôn nha các bác. Hai vi tinh chỉnh phía trước. Đối với cặp loa RGB này, các bác chỉ cần những con Omni, Luckman, Sansui, Marantz, Acoustic, chỉ cần là cỡ khoảng là 150W trở lên là ok nha. Chạy sò sắt thì nghe nhạc vàng, là chạy sò thang thì ok. Rất là keng nha các bác. Hàng tuyến cực đẹp, đây là keng của nó nha các bác, keng xanh nha. Bác nào chốt thì alo cho em nha. Giá là 28, bao gồm phí ship. Chuyển khoản đủ em bớt 300.000 là còn 27.7 nha các bác. Loa rất đẹp nha. Bác nào mà khó tính thì mình chơi những cặp này. Nghe nhạc thì hay và trưng bày thì tuyệt vời rồi. Loa JBL thì nó dễ grip, tiếng nó hay, cỡ kháng 8 ohm. Loa cực đẹp. Đúng tiêu chí của tất cả các bác đang sử dụng là nghi hay bày đẹp nha. Thùng gỗ lạng nha, rất đẹp nha. Giá bao gồm phí ship là 28 triệu. Chuyển khoản đủ em bớt 300.000. Đây là cái canh của nó nha. Rồi, bác nào lấy cặp 4312 MK2 này thì alo xem nha. Mic vàng, cặp mic vàng nha các bác. Các bác xem video chỉ cần báo là cặp mic vàng. Đây, tiếng loa nha. Rồi, mọi chi tiết mua xem sản phẩm cặp loa 4312 MK2 này, các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nha. 0978338 14 hay là 0965 77027, em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.